Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Các luồng dư luận xung quanh thẩm quyền của Việt Nam đối với lệnh bắt giữ ông Putin của tòa ICC. Ngày 18 tháng 6, AFA tiếng Việt bình luận lệnh bắt của Tòa Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Nga Putin và luật hình sự Việt Nam. AFA cho hay sự kiện Tổng thống Nga Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế. Điều đáng chú ý là từ sau khi bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh bắt giữ, ông Putin chỉ thăm 3 nước là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. AFA nhắc lại, Tổng thống Nga Putin đã bị Tòa ICC phát lệnh bắt giữ ngày 17 tháng 3 năm 2023 với cáo buộc phạm tội cưỡng bức đưa trẻ em Ukraine sang lãnh thổ Nga một cách bất hợp pháp. Và đây là hình bài trên AFA. AFA nhận xét, tuy Việt Nam không tham gia tòa này, do đó không có nghĩa vụ thực hiện lệnh bắt, nhưng Việt Nam có tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng năm 1948, trong đó có quy định cưỡng bức di chuyển trẻ em của một nhóm dân này sang một nhóm dân khác là một hành vi diệt chủng, điều thứ hai. Ngoài ra, theo AFA, chương 26 Bộ luật hình sự năm 2015 của Việt Nam có một loạt điều khoản tương thích, ví dụ điều 421 về tội phá hoại hòa bình gây chiến tranh xâm lược, điều 422 xét xử tội chống lại loài người, điều 423 về xét xử tội phạm chiến tranh, điều 424 về tội tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng hoặc làm lính đánh thuê. AFA đặt câu hỏi Việt Nam có thể bắt ông Putin hay không? Theo đó, AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Bộ luật hình sự năm 2015 là nội luật, không phải luật quốc tế, nên Việt Nam không thể bắt ông Putin. Ông giải thích như sau. Bộ luật hình sự Việt Nam có thẩm quyền trên lãnh thổ Việt Nam, xử lý người phạm những tội đó trên đất Việt Nam hoặc người có quốc tịch Việt Nam vi phạm những tội đó ở nước ngoài. Ông Putin thì không nằm trong bất kỳ loại nào trong phạm vi trên. Tòa ICC thì Việt Nam không tham gia, không thừa nhận thẩm quyền, nên không phải ai bị tòa ICC coi là tội phạm thì Việt Nam cũng vậy. Nếu xét từ góc độ pháp luật thì vấn đề là như vậy. Và đây là hình Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay Nội Bài rạng sáng ngày 20 tháng 6. AFA cũng dẫn quan điểm của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada giải thích về hai hướng tiếp cận đối với vấn đề này như sau. Có hai luồng dư luận. Hướng thứ nhất cho rằng chủ thể phải có hành vi tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Putin làm những việc đó trên đất Nga và Ukraine nên Việt Nam không có thẩm quyền. Còn một luồng dư luận khác cho rằng không nhất thiết ông Putin làm những điều đó trên lãnh thổ Việt Nam thì Việt Nam mới có điều kiện bắt. Bởi vì các điều 421 đến 424 của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 chỉ là sao chép lại luật quốc tế. Thứ hai là về mặt câu chữ thì ta thấy rằng chủ thể ở đây là bất kỳ ai. Vì vậy có thể hiểu là bất kỳ ai có những hành vi cấu thành những tội nói trên thì đều có thể bị bắt dù hành vi đó nằm trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo luật sư Khanh, nếu Việt Nam thực sự muốn bắt ông Putin thì vẫn có thể diễn giải luật để bắt vì đã có sẵn luật rồi. Nhưng về mặt chính trị thì sẽ không có bất kỳ khó khăn nào cho Tổng thống Nga Putin. Ngoài ra, AFA nhận xét chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh Việt Nam không tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine cuối tuần trước, đồng thời cử Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự khối BRICS do Trung Quốc dẫn dắt ở Nga. Theo luật sư Khanh, trong bối cảnh đó, các nhà quan sát cần tiếp cận chuyến thăm của ông Putin từ rất nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như, có hay không Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại, đánh giá thế nào về tương lai mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng với thế giới tự do nói chung. Và cuối cùng, ai sẽ là người chi phối chính sách của Việt Nam những năm sắp tới? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin các luồng dư luận xung quanh thẩm quyền của Việt Nam đối với lệnh bắt giữ ông Putin của tòa ICC. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng mời Putin, Việt Nam có hai nguyên thủ. Ngày 18 tháng 6, BBC tiếng Việt đặt vấn đề ông Putin thăm Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Chủ tịch nước Tô Lâm mời, tại sao? BBC cho biết chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 là theo lời mời của Tổng Trọng chứ không phải Chủ tịch nước Tô Lâm như giao thức quốc tế thông thường. BBC liệt kê 4 chuyến thăm trước đây của ông Putin đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga. Theo đó, 3 trong 4 chuyến thăm trước đây của Tổng thống Nga Putin đều do các chủ tịch nước Việt Nam mời. Chuyến thăm thứ tư là để dự hội nghị APEC. Và đây là hình bài trên BBC. BBC đặt câu hỏi vì sao ông Trọng mời lần này. Theo thông lệ ngoại giao quốc tế, chuyến thăm cấp nhà nước của các nguyên thủ quốc gia thường do người đồng cấp mời, tức là nguyên thủ mời nguyên thủ. Trước đây, vai trò tiếp nguyên thủ tại Việt Nam vẫn do Chủ tịch nước đảm nhiệm. Trong thời gian gần đây, vai trò này lại do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm. BBC nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2023, Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã đến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, vào năm 2015, ông Trọng trên cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chuyến thăm đến Mỹ và được Tổng thống Barack Obama tiếp tại phòng bầu dục. BBC bình luận, việc nguyên thủ quốc gia Mỹ tiếp người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tại phòng bầu dục là một điều chưa có tiền lệ. BBC dẫn một cuốn sách của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius kể rằng đã có những gợi ý ban đầu và sau đó là vận động ngoại giao ráo riết từ phía Việt Nam để Mỹ chấp nhận một chuyến thăm vô tiền khoáng hậu như vậy. Cuối cùng, phía Mỹ đã thay đổi nhận thức và chấp nhận điều này, mà theo đánh giá của nhiều nhà quan sát là một sự nhìn nhận về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều cực kỳ có ý nghĩa đối với đảng. BBC cũng cho biết, đối với các nước dân chủ phương Tây, việc nhìn nhận lãnh đạo một chính đảng cầm quyền như là nguyên thủ quốc gia là điều khó chấp nhận hơn. Các hoạt động ngoại giao, trong đó có các chuyến thăm của nguyên thủ Việt Nam ra nước ngoài và việc đón tiếp nguyên thủ nước ngoài tại Việt Nam, chủ yếu là do Chủ tịch nước đảm nhiệm. Và đây là hình 4 chuyến thăm trước đây của ông Putin. Tuy nhiên, BBC nhận xét sự kiện ông Trọng thăm Mỹ năm 2015 đã thay đổi điều này. Trong thời gian gần đây, vai trò nguyên thủ quốc gia trên thực tế của ông Trọng càng được nhấn mạnh. Các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ và nguyên thủ Trung Quốc thường do ông Trọng thực hiện. BBC cũng nhắc lại, vào tháng 12 năm 2023, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Giờ đây, chuyến thăm của ông Putin được thực hiện theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC tiếp tục bình luận, ngay cả khi ông Tô Lâm lên Chủ tịch nước, thì ông Trọng vẫn đảm trách nhiệm mời và tiếp nguyên thủ các nước lớn. Điều này tô đậm vai trò của đảng và vai trò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC dẫn lời ông Hoàng Việt, giảng viên luật quốc tế tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, về thực tế thì Việt Nam có 2 nguyên thủ. Tổng bí thư cũng được coi là một nguyên thủ, thậm chí có quyền lực và vị trí còn lớn hơn so với Chủ tịch nước. Thế nên chuyện này cũng không có gì lạ cả, bởi vì dù cho là Chủ tịch nước thì vẫn phải chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Tổng bí thư vẫn là người cao nhất. Trong khi đó, BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Len Story, học giả của một viện nghiên cứu ở Singapore, cho rằng vấn đề đơn giản chỉ là khi ông Trọng mời ông Putin thì khi ấy chức Chủ tịch nước còn đang trống do ông Võ Văn Thưởng vừa thôi chức. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng Trọng mời Putin, Việt Nam có 2 nguyên thủ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.